Đề bài: Tâm trạng và hành động của Mị khi mùa xuân đến. Sự trỗi dậy mãnh liệt của lòng ham sống và khát vọng được hạnh phúc, tự do. Bài viết: Phải chăng trong tâm hồn Mị đã hoàn toàn nguội lạnh? Mị một thời trẻ đẹp, yêu đời, nay đã hoàn toàn an phận trong cuộc sống nô lệ, sống mà như chết ấy. Không, ngòi bút của nhà văn không chỉ hướng vào cái ảm đạm, mặt đen tối của cuộc đời, mà còn thiết tha hướng tới phía sự sống, ánh sáng, để khơi gợi nó lên. Tôi hỏi đã tìm sâu vào tận cùng của ý thức, và trong đáy sâu tiềm thức nhân vật, cho thấy vẫn còn le lói chút ánh sáng và hơi ấm của niềm ham sống, khát khao của hạnh phúc. Như dưới lớp tro dày nguội lạnh kia vẫn phủ chút than hồng, chỉ chờ một ngọn gió thổi đến là lại bùng lên. Trong chuyện Chí Phèo, ngòi bút nhân đạo của nhà văn hiện thực xuất sắc năm cao, còn khơi bùng lên những khát vọng hạnh phúc và lương thiện ở Chí Phèo, một kẻ tưởng như không còn đời sống tâm linh con người, với một hình hài không phải là nhân dạng nữa. Tô Hoài cũng góp thêm vào truyền thống nhân đạo của văn học ta một tiếng nói có sức mạnh. Trong đoạn văn này, tác giả đã dõi theo từng bước diễn biến, phát triển của đời sống tâm hồn nhân vật, được đặt trong một hoàn cảnh khá điển hình là mùa xuân về trên vùng cao. Dẫu còn trong nghèo khó, mùa xuân về cũng khơi gợi ở người dân miền núi một niềm vui sống. Người Hâm Mông ở Hồng Ngài ăn Tết, khi ngô lúa đã gặt xong, mùa xuân có niềm vui thu hoạch của mùa màng. Cái Tết năm ấy, đến giữa lúc gió rét dữ dội, váy hoa đã đem phơi trên mỏm đá, xòe như những con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện vừa nở trắng, lại đổi ra màu đỏ, hay đỏ thẫm, rồi sang màu tím man mác. Và còn những âm thanh rộn rã báo hiệu mùa xuân. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm ầm trên sân chơi trước nhà. Sự sống của tạo vật và con người như được khởi động, bừng tỉnh. Ai đi qua Tây Bắc cũng khó mà quên được những miền núi cao với những đồi cỏ tranh vàng nhạt, những ngàn lau xam xám điểm vào cái chập trùng của núi đá xanh mờ. Đi hàng buổi đường vẫn khao khát một bóng người, một xóm núi. Cái Tây Bắc vắng lặng ấy khi mùa xuân đến bỗng trào lên sức sống. Đấy là cánh rừng ban trắng ngút ngàn, như lẫn vào trong mây núi, là những đốm lửa đốt trên nương, và nhất là những màu sắc sặc sỡ vui mắt của váy áo, dù, ô của từng tốp nam nữ thanh niên Hơ Mông đi chơi xuân, dập dìu trong tiếng sáo, tiếng khèn. Hoàn cảnh ấy không thể không tác động vào tâm hồn Mị, nhất là tiếng sáo. Tiếng sáo dù bạn đi chơi ngoài đồi núi, Mị nghe tiếng sáo vang vọng, lại thiết tha, bồi hồi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Trong đoạn tả diễn biến tâm trạng của Mị, tiếng sáo đã có một vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì ngày trước, Mị thổi sáo rất giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị, hết núi này sang núi khác. Như thế, với Mị, tiếng sáo là biểu tượng lôi cuốn nhất của mùa xuân, của khát vọng hạnh phúc. Thời khắc để ngọn lửa sống trong lòng Mị bùng lên đã đến, đấy là một đêm tình mùa xuân. Và chúng ta cũng hồi hộp, theo ngọn đèn của tác giả, từng bước rọi sâu vào miền thâm u của thế giới nội tâm nhân vật. Tiếng sáo, tiếng khèn và tiếng reo hò của đám trai gái, trẻ con tụ tập ở sân chơi đầu làng vẳng lại. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Cái nồng nàn của một đêm mùa xuân lại được tăng thêm bởi bữa cơm rượu ngày Tết. Trong tiếng chiêng đánh ầm ĩ và đám người nhảy đồng, người hát. Mị cũng uống rượu, Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát, rồi say. Chính trong tình trạng bị kích động bởi men rượu, bởi những âm thanh náo nhiệt của ngày Tết, Mị đã vượt ra khỏi tâm trạng thờ ơ, nguội lạnh lâu nay của mình. Mà dấu hiệu đầu tiên
là Mị sống lại với những kỷ niệm đẹp ngày trước, cùng những hạnh phúc của tuổi trẻ, những bữa rượu bên bếp lửa ấm cúng, với những tiếng sáo giật dìu của bao nhiêu trai làng ngày đêm đi theo Mị. Bằng việc nhớ lại quá khứ, Mị đã vượt qua tình trạng sống phí thời gian, sống mà như chết lâu nay. Tiến thêm một bước nữa, Mị trở lại với những niềm vui sống trong chốc lát. Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Lòng ham sống đã trỗi dậy, sức sống bấy lâu nay bị đè nén, bỗng bùng bột trào lên, không thể dập tắt được nữa. Phản ứng đầu tiên đến trong tâm trí Mị là một ý nghĩ. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Ý nghĩ về cái chết lúc này là biểu hiện của sự phản kháng với hoàn cảnh. Nó chứng tỏ rằng Mị đã ý thức trở lại tình cảnh đau xót, dai dẳng của mình. Trong khi ấy, tiếng sáo gọi bạn tình cứ thôi thúc, quyến rũ. Nó là biểu tượng của sự sống, tình yêu, tự do mà bấy lâu nay Mị dường như đã quên rồi, nay lại đang trở lại. Tiếng sáo theo từng bước diễn biến tâm trạng nhân vật. Nó chính là ngọn gió thổi bùng lên đống lửa trong lòng Mị. Tiếng sáo từ chỗ là một sự việc ngoài thực tại bên ngoài nhân vật. Tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường, đã xâm nhập trong thế giới tâm hồn Mị, trở thành một hiện hữu của đời sống bên trong. Sức sống trỗi dậy như những đợt sóng ào ạt, đợt sau lại mạnh mẽ hơn đợt trước. Đến đây, nó đã xảy ra bước phát triển quyết định. Từ những lúc sôi sục trong tâm trí, nó bùng ra góc nhà. Lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Có thể xem đây là một hành động thức tỉnh. Nó có nghĩa là Mị đã thắp lên ngọn đèn soi rọi vào cuộc sống của mình, để thoát khỏi ra những đêm dài tối tăm, triền miên của quá khứ. Và hành động này thúc đẩy hành động khác tiếp theo, như một phản ứng dây chuyền không thể ngăn lại được. Dường như không kể gì đến những ràng buộc khắt khe, những xiềng xích tàn bạo của nhà phá cha, Mị tự mình hành động như một con người tự do, theo tiếng gọi của lòng mình. Quấn lại tóc, rút cái váy hoa, sửa soạn đi chơi Tết. Giữa lúc lòng ham sống trỗi dậy mãnh liệt nhất, thì cũng là lúc nó bị dập xuống phũ phàng nhất. A Sử bước vào, thản nhiên lầm lì trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn tóc lên cột. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo. Rồi A Sử tắt đèn, đi ra và khép cửa lại. Trong cái kỹ càng, rành rẽ của từng động tác của A Sử, ta thấy toát lên sự tàn ác đến thản nhiên của một kẻ đã không còn chút gợn nào của lương tri. Suốt cái đêm bị trói đứng vào cột ấy, Mị đã sống trong sự giằng xé mãnh liệt, giữa niềm khao khát hạnh phúc cháy bỏng và thực tại tàn bạo lạnh lùng. Lúc mới bị trói, Mị vẫn sống trong tâm trạng say mê với tiếng sáo, với những đám chơi Tết ngoài kia. Tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Mị như quên mình đang bị trói, quên những đau đớn về thể xác. Đến nỗi, trong giây phút đó, niềm khát khao cuộc sống mãnh liệt trỗi dậy. Mị đã vùng bước đi, nhưng thực tế phũ phàng là những vòng dây trói kia đang thít chặt. Dẫu ước mong mãnh liệt đến mấy, Mị không vượt qua nó được. Hai biểu tượng của ước mơ và thực tại hiện ra trong hai âm thanh trái ngược. Tiếng sáo gọi bạn tình tha thiết và tiếng chân ngựa đạp vào vách khô khan. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức, nghĩ mình không bằng con ngựa. Thực tại phũ phàng đã lấn át, bóp nghẹt những ước mơ, khát vọng tươi sáng. Kết cục ấy nói lên rằng, chỉ có những phản kháng tự phát, nhân vật không thể giải thoát khỏi tình cảnh bị giam hãm đày đọa.
không thể giải phóng thực sự cho những ước vọng hạnh phúc. Trong đoạn văn chúng ta vừa phân tích ở trên, Tô Hoài đã đặt nhân vật của mình vào một hoàn cảnh thật căng thẳng, làm bộc lộ những động lực tiềm ẩn sâu xa trong đời sống tâm hồn nhân vật, với một diễn biến phát triển được dẫn dắt hợp quy luật. Đấy là một đoạn văn miêu tả tâm lý khá sâu sắc và tinh tế. Có thể nói rằng tác giả đã đạt đến biện chứng pháp của tâm hồn nhân vật. Ngòi bút của nhà văn cũng thấm nhuần tinh thần nhân đạo, thể hiện trong niềm tin, sự trân trọng đối với khát vọng sống trong sạch ở những con người bị đày đọa đau khổ. Đó cũng là sự tiếp nối tự nhiên, tinh thần nhân đạo trong truyền thống văn học dân tộc và phát triển lên một mức cao hơn. Nàng Kiều bị xô đẩy vào cuộc sống thanh lâu ô nhục, đã bao lần cố sức vùng vẫy thoát ra, và tấm lòng nhớ cha mẹ, nhớ người yêu vẫn thiết tha đau đớn suốt ngần ấy năm trời lưu lạc. Nhân vật Tám Đính của Nguyên Hồng sống một cuộc đời bì vò dưới đáy xã hội, bị khinh bỉ, săn đuổi, nhưng vẫn không nguôi khát khao một cuộc sống lương thiện, trong sạch. Chỉ có điều là những tác giả văn học quá khứ đã không thể tìm ra con đường thoát cho những nạn nhân đau khổ ấy trong tác phẩm của họ. Còn cô Mỹ, cũng như nhiều nhân vật khác trong các tác phẩm văn học hiện đại, thì đã tìm thấy con đường giải phóng thật sự, tìm thấy sự thực hiện những ước vọng chân chính của mình trong quá trình đến với cách mạng dưới ánh sáng của Đảng. Quá trình giác ngộ và trưởng thành ấy sẽ diễn ra ở phần sau của tác phẩm, nhưng động lực thúc đẩy thì đã được phát động lên từ trong hành động đấu tranh tự phát ở đây rồi.